Năm em mà năm em về nhà rồi, nhưng mà bây giờ cái vụ năm em không lên sở, mọi người đang lo phải không? Ấy hồi sáng nè, ổng gọi cái vô chị nói chị cũng hết hồn nha, nhưng mà chị cũng nói tự nhiên bảo bệnh viện, chị kêu chẳng lẽ là phải đi, đúng chẳng lẽ là phải đi, nhưng mà chẳng lẽ là ủa sao không chở con bé đi kiểu vậy, mà chở con bé cho bệnh viện sao mà nhiều cái nó bị khúc mắc, xong rồi bé xin nhắn tin cho rồi cũng ổng trả lời luôn, hồi không được rep tin nhắn từ năm em mà ổng trả lời luôn, ổng comment luôn, thì chị có nói là tất cả những gì là ổng comment hết. Bây giờ qua nhà còn khó lắm mọi người ơi, mọi người cũng muốn qua lắm nhưng mà sợ trà trộn rồi này kia, bây giờ một là qua thì chỉ người qua thôi, nhưng mà sợ nam em cũng không gặp á, mà nhiều cái khó nói lắm. Bây giờ nhắn tin với Dũng là được nhất, này Dũng này kia mấy chị qua bình thường được, không sao đừng nói trên đây Cái nữa. chị Vinh á, chị không có hiểu gì hết trơn á, nên là em làm biếng á, nói chuyện với mấy người mà không hiểu lắm. Tại vì mọi người nè, em nói thật, chỉ có những người không hiểu chuyện như chị á mới là người đang đẩy bà vô cái tình thế là không cho bà có đường lui luôn á. Còn cái vấn đề ở đây em đang nói có nghĩa là nếu như bà không lên trình diện, bà bị bệnh, bây giờ em hỏi mọi người nè, bao nhiêu người tin bà bị bệnh, mọi người giơ tay lên đi, ai tin bà bị bệnh cho em số 1 vô comment trong đây. Em cho cao lắm chừng 100 người tin là nam em bị bệnh thật, còn 900 người còn lại có ai tin không? Sở văn hóa thông tin người ta có tin không? Trong khi đó tất cả các hoạt động của bả đều có anti-fan quay màn hình lại. Mới tức thì tối hôm qua livestream rất khỏe luôn, tự nhiên sáng nay đi trình diện lại kêu bị bệnh, thì bây giờ ai tin? Cái vấn đề đây mình tìm cách là mình gỡ ra, chứ không phải là nói chuyện giống như chị có hiểu. Chị Đúng không có rồi hiểu. chị ơi, cái này ai cũng biết rồi mà chị Lê ơi, nhóm kiến comment mỏi tay muốn chết luôn, còn để comment vô trong group mỏi tay muốn chết Mọi rồi người đấy. không có hiểu, có nghĩa là bây giờ nè, chị đừng nói cái miệng em hại nam em mà muốn hại bả hả, em có nhiều cách lắm. Chị biết chị im mẹ nó cái miệng chị đi, chị đừng comment đấy, còn nổi điên em lên em chửi thêm nữa, Tại nói vì không mấy hiểu. bên bên kia có group nhưng mà nhắn tin mỏi tay lên chị nhỉ, có giấy mời mới lên chứ Lê Hương đâu phải à, lên là đừng muốn lên đâu, có giấy mời ngày nào chứ mới đi chứ. Hiểu không có hiểu ý của người ta, xong rồi cứ cứ sồn sồn lên nói theo 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 cái ý của mình không à. Ý là cái bà Dinh đấy thì chắc nghĩ là bà cũng thương năm em nhưng mà bà không có hiểu. Ủa chị, em hiện tại em nói gì, em nãy giờ em nói gì, chị có nghe, chị có nghe là nãy giờ câu chuyện em đang nói không? Em đang nói là tối hôm qua phải lên bả livestream. Biến Ủa rồi. cái chuyện này đâu phải mình em biết đâu chị, nếu như mà cái chuyện mà hôm qua nam em livestream một mình em biết á, xong em đem lên trên group hay là em đem lên em làm video em nói á, thì em mới hại nam em. Còn cái này ai cũng biết tối hôm qua bà đấu PK hết đó, đúng chưa? Sáng nay không lên trình diện thì bây giờ sở có tin không? Cái vấn đề bây giờ là sở văn hóa truyền thông người ta có tin không? Một mình chị tin nam em thì cũng không cứu nổi bả nữa. Còn vấn đề em nói là hả, cứ đi lên trình diện và trình bày hết tất cả những gì trong cái thời gian qua mình phải chịu đựng. Ở trên sở người ta là những người lớn không à, người ta sẽ hiểu chuyện. Còn ở đây bản thân em làm show em biết, bây giờ chị ngày hôm nay chị không lên, người ta sẽ triệu tập chị một lần nữa, mà chị tiếp tục chị không lên nữa, ngay lập tức chị sẽ nhận một cái công văn cấm biểu diễn tất cả các tụ điểm và tất cả các event. Rồi bây giờ bà làm, bà không đi diễn nữa, bà làm gì bà sống? Không biết Nói mà không không hiểu. lai được nó là chết luôn đó. Đúng rồi, bà Phèo nói rất đúng, người ta sẽ đánh một cái dấu hỏi là tại sao trước không bệnh mà hả sáng nay lại bệnh, nói mà không hiểu. Bây giờ những người thương nam em nè, là những người đang còn ở đây với bả nè, những người nhìn ra được vấn đề mới gọi là thương bả. Thương không phải là thương một cách bất chấp. Cái vấn đề ở đây em đang nói là phải đi trình diện, chứ không phải là tại sao mà hôm qua không bệnh đi mà sáng nay lại bệnh. Chính vì ở chỗ sáng nay bệnh là câu chuyện sẽ không được gỡ ra nữa, cái gút càng ngày nó càng chặt lại nữa, và chính là làm mồi cho dư luận chỉ vô nữa. Người ta đang nói là người ta đang nói ở ngoài kia từ sáng giờ, mọi người có đọc báo không, mọi người có nghe những anh chị ở trong nghề người ta nói không? Trời ơi, để mà ăn được cái công văn hả mà không được biểu diễn ở đâu nữa rồi là coi như là sự nghiệp là coi như là tắt rồi đó, Chị Trang với không bé đường Hân mà ra, mở ra đâu. chị Trang với bé Hân ra kêu hai người đó nhắn tin cho anh Cường thử, tại vì em làm biếng nhắn, tại vì nãy giờ không thấy ai. Chị Hương nói rất đúng luôn, em đồng ý với quan điểm của chị, kể cả nam em có lên trên đó ngất xỉu đi nữa cũng phải lên, rõ ràng là như vậy, thật sự là như vậy luôn. Trời ơi, tôi tối qua tôi mất ngủ cả đêm luôn á,
chỉ chờ coi là sáng này bà có lên không, trời sáng sớm vừa mở ra cái hả tỉnh ngủ luôn má. Anh Biên nói đúng đó, tại biết sao, ví dụ như bây giờ cho dù nam em có nhập viện đi chăng nữa thì bên sở, ví dụ như đưa giấy thì bên sở biết, mình biết, nhưng mà ngoài kia thì ai biết đâu. Thì đương nhiên giờ mọi người đọc comment đi đâu 10 cái clip đều vô bảo là tại sao tối hôm qua nam em like tới 2 3 giờ sáng xong rồi tự nhiên lai nhập viện, có phải là trốn trách nhiệm hay không. Cho nên là thì nói chung là anh Ken, ý của anh Ken như vậy. Còn chị Dinh thì không biết, là em cũng không biết giải thích chị Dinh nói sao nữa. Bây giờ mà gọi cho năm em là ông bắt máy, là Dĩnh gọi quá không muốn gọi luôn. Đúng rồi, bây giờ Đặc biệt cả biết sao Dũng nó chỉ nhắn tin hết không trả lời luôn đó. nhiều khi giờ nó cũng bận Em chạy đi chạy lại nữa chứ bộ. đâu đang đang kêu chị Trang nhắn cho anh Cường thử. Chị không nhắn đâu, chị nhắn đi mà, để Trang nhắn đi, Trang hay nhắn tin. Thế ơi, phải để cho nhỏ la cho em. Hồi nãy á, hồi sáng hay tối qua ta kêu là bây giờ like thì chết, ý là ý ý của anh Cường là bây giờ để nam em like sẽ bị hốt đi hay cái gì đó. Ủa, đâu đâu có nói ở đâu đúng không? Ngoài em đọc cái tin nhắn đó không à, em Cái này chị ý là trên group anh Cường có nói là không, ý là ngưng một thời gian không like nữa, nếu mà like là chết, kiểu là like là sẽ có bị cái gì đó, nhưng mà đâu có sao anh. đúng rồi, em nghĩ không sao đâu. Em đọc tin nhắn đó ống kia Đúng, nói chung là không có sao hết. Ngày hôm qua bà thấy không, lúc mà tôi like tôi hát cái xong tôi cũng nói rồi, Lê Bảo Ngọc mới vô nó cũng nói anh Đại nói rất là đúng, cứ đi lên đó mình trình bày đi còn hơn là để ăn cái công văn xuống một cái là xong luôn á. Thần tượng của mấy bà coi như là không có được đi hát luôn á, mà cấm toàn bộ mạng xã hội luôn á. giờ để like bình thường cho sáng nay mày lên thì chắc là tối nay ra được bình thường rồi. Xui ghê. Chị cũng ngồi tội nhẹ mà, chị phạt tụi này kia thôi, nhưng mà năm em phải đi. Nhiều khi không cần phạt đâu, nó chỉ gọi lên, nó chỉ nói chuyện thôi, là vậy Nè, thôi. lên là người ta sẽ hỏi là chị dạo tại sao mà bà có những cái phát ngôn như vậy, người ta sẽ đưa những cái bằng chứng đó ra, ok chưa? Đó là như vậy, mình cứ trình bày giống như tôi nói, dạ trước mắt là em xin nhận cái sai của em, là em có những cái phát ngôn không đúng chuẩn mực của một người nghệ sĩ ở trên mạng xã hội, nhưng các anh cũng hiểu cho em là lúc đó em đang bị bệnh và em phải nhận được rất cả ngàn cái bình luận toxic em như vậy, họ chửi em từ phở bò qua tới TikTok, nên là trong lúc em không bình tĩnh và em đang bị có bệnh trong người, nam em bị bệnh về tâm lý ở trong nghề ai cũng biết hết, và mình cứ trình bày rồi sau đó mình nhận cái sai của mình là mình có đáp trả lại anti-fan, mình nói rõ ràng là em có đáp trả lại các bạn anti-fan không đúng chuẩn mực của một người nghệ sĩ, và em mong là các anh thông cảm cho em, rồi sau đó họ sẽ nói là bây giờ là phạt hành chính hay như thế nào đó để cảnh cáo, và mình chấp nhận cũng giống như mọi người nhìn thấy ví dụ Ngọc Trinh không đó, cứ trình bày hết. Ngọc Trinh người ta cũng Ngọc Trinh cũng trình bày là Ngọc Trinh không hề biết cái khu vực đó là cấm biểu diễn cái xe mô tô như vậy, và hả Ngọc Trinh làm clip chỉ để vui thôi, pháp luật người ta cũng sẽ khoan hồng, bà hiểu chưa? Rồi sau đó là cho về hưởng án treo, án treo có nghĩa là để cảnh cáo bà không được lặp lại cái hành vi đó nữa. Cái vấn đề đây mình đang nói như vậy, còn để mà nhận cái công văn cấm biểu diễn trên toàn quốc luôn là xong phim luôn, thiệt sự luôn á, bây giờ không biết bằng cách nào liên lạc để nói chuyện với bả luôn á. em xíu nữa em gửi cho anh cái pin số điện thoại của anh gọi được không nha, mà sợ ông mất máy thôi. Vậy bây giờ trời ơi thiệt luôn á. Bây giờ anh kết bạn Zalo thử đi, coi coi là em có chấp nhận không, rồi anh gọi thì anh cũng tên gì á, nhiều khi á biết, nhưng mà sợ là ống cầm điện thoại đúng không, ống cầm điện thoại thôi. Trời Có không, gì ông Thượng với ra không có ghen với tôi đâu, bữa hả tôi đai với nam em tôi nói mà, tôi với bạn nam em là chị em mà, không biết tôi bị đê không ghen tôi làm gì cho mệt trời. Không có số phận Nam Anh đâu nha, đâu có số Nam Anh đâu. Nhất nào có nhóm bên nhất nào bà ơi, nhưng mà nhắn tin quá trời, nhắn mọi tay đi kéo qua đây đó trời, có gì đâu. Bên đó nhóm quá trời nhóm. Tại vì đông quá, kéo qua đây. Ê, đợi tôi chút xíu nha, để tôi nói chuyện với bạn tôi cái đã.